Ý thứ hai, nhà con ở đường có một hố ga thẳng vào giữa cửa, đường chạy thẳng. Con có thỉnh ngọc về treo ở cửa ra vào cửa nhà có được không ạ? Nên làm như thế. Thỉnh cái miếng ngọc mà thầy thiết kế để dành cho treo ở trước cửa nhà ấy. Đó, cái miếng ngọc đó treo trước cửa nhà thì rất là tốt. Vì cũng có vài trường hợp đến nói với thầy, đến nói lại với thầy. Gia đình thường có người ngủ mơ, thậm chí là gì, không phải là ngủ mơ mà thậm chí là còn vừa nằm xuống đã thấy thấy cái bóng đen nó cứ đi vào, là nó đi vào nhà, nó làm cho người trong nhà cứ sợ sệt. Mà từ hôm đem thỉnh cái miếng ngọc treo ở trước cửa nhà đó về, treo xong một cái là yên ngay, không thấy cái gì nữa. Đấy, có trường hợp này là ở tận trong Ninh Bình, ở tận dưới Ninh Bình lên thỉnh mấy tháng trước, thỉnh từ cái hôm Tết ấy. Nhưng mà xong ra Tết thì mới lên lễ thì nói với thầy cái điều đó, khỏi ngay. Mà cũng có rất nhiều những trường hợp mà đeo cái ngọc ấy, không phải trường hợp nào cũng khỏi đâu. Cái trường hợp nào mà người ta nặng, người ta đặc biệt thì đeo vẫn không ấy được, mà phải tự tu thì mới được. Còn cái đeo ngọc ấy, mà cũng có trường hợp mà khỏi ấy, hoặc là ngủ ngon ấy. Thậm chí ở dưới Quảng Ninh, không biết hôm nay bà cụ có lên đây không? Mà hồi trong năm ấy, có bà cụ mà bị bệnh tim là hơn 20 năm. Lúc nào cũng phải đi đâu phải có thuốc trợ tim, mà thường phải uống thuốc tim, trợ tim. Nhưng từ khi mà cái đợt mà mới làm xong cái vòng ngọc, hình như là tháng 7, tháng 8 hay tháng 9 năm ngoái rồi đó, 2019. Từ lên đợt đầu mà còn rất ít ấy, bà cụ thỉnh được cái lá bồ đề. Từ khi về bà cụ đeo một cái thì bà cụ thấy tim đập bình thường. Đến mấy tuần sau bà cụ không phải uống một viên thuốc trợ tim nào nữa và thấy tốt quá. Cho nên là dẫn cả họ, cả hàng, cả bạn bè rồi rất nhiều các Phật tử ở tận dưới Hà Long đi lên để thỉnh ngọc. Mà khiến cho nhiều người khi đeo cái lá bồ đề hoặc cái thần chú ấy vào là rất là tốt. Mọi người bảo lại như thế. Mà thực sự nó tốt. Bình thường ngọc không nó đã tốt rồi. Ngọc không nó đã có sinh khí, nó đã rất tốt rồi. Nhưng mà chúng ta biết là cái tốt ở đây là tốt thế nào được không? Cái tốt ở đây nữa là được tách ra từ cái gì? Từ cái đại tượng Phật A-di-đà, tượng Phật Quán Âm, tượng Phật Thích Ca và tượng Phật Di Lặc ở ngoài sân. Đó. Được tách ra từ các pho tượng Phật ấy. Cái phần chính, phần lớn thì làm đại tượng Phật và làm tượng Phật lớn, tượng Phật nhỏ. Còn cái nhỏ nhỏ thì làm tượng Phật gì? Làm những cái lá đề hoặc là cái câu thần chú vân vân. Và đặc biệt là đã được hàng mấy trăm tăng ni và hàng bao nhiêu ngàn Phật tử làm lễ đến mấy lần. Từ cái ngày lễ thỉnh ngọc từ Canada về, xong rồi ngày làm lễ gì ạ? Ngày làm lễ khai trương để tạc tượng. Sau đó thì làm xong một cái thì xong những cái đồ tượng đó thì lại mang lên thất của thầy, để ở trên phòng, để trên thất của thầy để làm lễ. Lễ xong một cái thì mới đem xuống cái chỗ phòng phát hành ấy. Đó. Lễ đến mấy lần. Cái tâm thành, cái sự chú nguyện của tăng ni, của Phật tử, của đại chúng, nó thì nó đã rất lớn rồi. Thế còn bình thường ấy, đeo ngọc không nó đã tốt rồi. Nhưng này là còn được sự gia trì của tăng ni, của các quý thầy, của ngàn ngàn Phật tử chúng ta làm lễ nữa. Đó, tâm nguyện. Cho nên bà cụ ấy đeo vào một cái là từ đó là mấy tháng sau đi lên chùa, mà thậm chí ra Tết rồi đến khoảng nửa năm sau bà cụ bảo không bao giờ phải uống một viên thuốc trợ tim nào nữa. Thì đây là tôi không biết là lý do làm sao, cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, và cũng là cái gì, cái phúc của họ. Đến khi cái nghiệp họ trả hết, họ gặp được cái đó thì được thôi. Đấy, còn nhiều, rất nhiều. Các vị muốn biết có thể lên ở trên hỏi các cô, các Phật tử mà phụ trách ở trên Quỳ Ngọc, các vị kể cho nhiều, người ta đến đó người ta kể. Xong rồi các vị lại đem kể lại với thầy. Chứ thầy thì cũng có trường hợp họ kể thẳng với thầy. Nhưng nói nôm na tóm lại gì? Là rất là tốt. Cho nên các vị, chúng ta
có đeo những cái đó tốt, nhưng mà trường hợp không phải là ai cũng khỏi 100%. Cũng có những trường hợp, những cái nghiệp chúng ta quá dày, tội chướng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta quá lớn, thì nó chỉ giảm đi một phần nào đó thôi. Đó, giảm đi phần nào đó. Ví dụ như cách đây khoảng độ mấy tuần ấy, có một trường hợp đến dưới Hà Nội, thầy xuống đó, thì có một Phật tử đến nói với thầy là: bạch thầy, đứa con gái nhà con á, trước đây á, là ngủ cứ một tháng nó phải bị khoảng đến 20 đến 25 ngày nó cứ thấy một cái bóng đen nó vào nó ngủ cùng, cho nên nó sợ hãi. Nhưng từ khi á, mà thỉnh cái miếng ngọc về cho nó đeo và thỉnh cái chú về để trên đầu giường của con đó, thì một tháng nó chỉ thấy khoảng 1-2 lần nữa thôi. Mà trước đây một tháng nó thấy 20 đến 25 ngày, nhưng bây giờ một tháng thấy 1-2 lần. Tôi bảo như vậy là tốt rồi. Quan trọng nhất phải bảo cháu nó gì? Nên trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn hoặc tụng kinh Địa Tạng nữa. Nhưng bà cụ bảo: nhưng mà cháu còn đang bận đi làm. Tôi bảo: đi làm thì cũng phải tụng chứ. Lấy cớ là đi làm mà. Cái đó nó chỉ là cái tiền phương tiện, nó là trợ duyên thôi. Chứ cái miếng ngọc ấy, nó là cái trợ duyên, là cái tiền phương tiện, là cái trợ duyên. Còn điều quan trọng nhất là tôi bảo phải về bảo cháu nó sáng dậy sớm lên nó chỉ biến Đại Bi thập chú cho kinh Phổ Môn nó ngắn, khoảng độ 30 phút, 45 phút là xong thôi mà. Bớt ngủ đi mà tí. Tối đi làm về thì cũng bớt xem tivi, bớt đi chơi với bạn bè đi chứ. Mình có bệnh có tật, mình có duyên có nghiệp, nó khác với mọi người như thế. Mình dành ra khoảng tiếng đồng hồ, khoảng 30 phút gì đấy, mình tụng kinh, mình lễ Phật. Thế bảo cháu nó đi làm. Thế tôi bảo như thế là tốt rồi. Trước một tháng thấy 20-25 lần, bây giờ tháng thấy có 1-2 lần như thế, đã là giảm rất nhiều rồi. Phải tu nữa. Đó. Thế không biết là từ hôm nọ tới giờ về tu đã khỏi hay chưa? Thì tôi chưa biết lại. Đó, đây là chúng ta thấy cũng có những trường hợp như thế. Không phải là khỏi hẳn đi đâu. Có những trường hợp là khỏi hẳn. Đấy, như cái bà cụ bệnh tim dưới Quảng Ninh đây là bảo là đến nửa năm sau chả phải uống viên thuốc tim nào nữa. Đấy, cái nhân duyên của họ, nghiệp của họ đã đến lúc trả hết, phúc của họ đã đến lúc gì? Gặp được Phật Pháp họ. Mà không phải chỉ đeo cái đấy không, mà bà cụ thì suốt ngày niệm Phật nữa. Từ khi nghe thầy là suốt ngày nghe thầy giảng, và về tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật nữa. Nó lại thế cơ. Kết hợp như thế mới được.